Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mese. Hôm nay hãy cùng Mese điểm qua những thông tin mới nhất về Dongfeng T5 Evo sắp ra mắt, cũng như là Ford EcoSport thế hệ mới, Toyota Yaris Cross phiên bản mới nhất nhé. Ford EcoSport đã có những hé lộ về hình ảnh của thế hệ mới, có thể sẽ được ra mắt trong năm nay. Tại Việt Nam, Ford EcoSport từng là mẫu xe thống trị phân khúc crossover đô thị cỡ nhỏ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Hyundai Kona cũng như là Kia Seltos thì EcoSport đã dần bị quên lãng. Trong khi EcoSport phiên bản facelift đã được ra mắt tại Việt Nam không có quá nhiều điểm khác biệt về ngoại hình, thì các đối thủ đến từ Hàn Quốc lại có thiết kế thời trang, nhiều trang bị hiện đại đi kèm cùng với giá bán hấp dẫn. Ford EcoSport thế hệ hiện tại ở Việt Nam chỉ có 3 phiên bản, có giá dao động từ 603 triệu đồng lên tới 686 triệu đồng và chỉ bán được 2.813 xe trong năm 2020. Thua xa doanh số 7.863 xe của Kona. Chính vì doanh số Ford EcoSport trên toàn cầu có dấu hiệu sụt giảm, vậy nên là Ford đã quyết định sẽ nâng cấp EcoSport. Bản facelift đáng kể gần đây nhất của xe đã ra mắt từ năm 2018, trong khi thế hệ thứ hai hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2012. Là dòng xe crossover đô thị cỡ nhỏ, EcoSport không thuộc diện ưu tiên phát triển và chỉ được dành cho thị trường nhỏ. Vậy nên, nhiều khả năng EcoSport mới vẫn sử dụng khung gầm cũ, chỉ có thay đổi về thiết kế ngoại hình. Thiết kế xe mới có nhiều điểm tương đồng với cả Equator, dòng SUV mới được giới thiệu tại Trung Quốc với nhiều thiết kế khá hiện đại. Ford EcoSport mới có thể sẽ được áp dụng các trang bị mang lại cảm giác sang trọng vượt tầm phân khúc như lưới tản nhiệt hiệu ứng 3D, đèn hậu ngang ôm trọn cửa hậu hay dàn đèn trước thanh mảnh tách thành hai cụm đèn. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross Adventure 2021 mới được ra mắt thị trường châu Âu, khuấy đảo phân khúc crossover cỡ nhỏ. Nếu Toyota Corolla Artist có phiên bản Cross để đáp ứng nhu cầu sử dụng các mẫu xe gầm cao, thì Yaris Cross cũng mới được giới thiệu vào năm ngoái. Yaris Cross Adventure chỉ có thay đổi về phần thiết kế với diện mạo ấn tượng, nam tính, đậm chất phiêu lưu, còn bộ khung gầm vẫn là khung gầm DNGA, không khác phiên bản Cross thường. Về thiết kế, ngoại thất của chiếc crossover cỡ nhỏ này có phần cản trước và cản sau mới mang thiên hướng off-road, giá để đồ gắn trần màu bạc cùng với mâm hợp kim 18 inch. Trong khi đó, các thay đổi bên trong nội thất bao gồm trần bọc đen, ốp đen bóng, ghế bọc giả da và đường kẻ vàng trên táp lô cũng như khung cửa. Bên cạnh tùy chọn cấu hình trên, Yaris Cross Adventure còn có một phiên bản đặc biệt của riêng mình mang tên là Premier Edition. Bản này được trang bị cabin bọc da toàn diện, cửa hậu chỉnh điện có cảm ứng hỗ trợ mở rảnh tay, màn hình HUD, các tùy chọn nội ngoại thất hai tông màu đa dạng hay mâm hợp kim 18 inch độc quyền. Tại châu Âu, Toyota Yaris Cross cùng các phiên bản đặc biệt nói trên đều được trang bị động cơ 1.5 lít chu kỳ Atkinson, hỗ trợ bởi motor điện 114 mã lực và hệ dẫn động hai cầu thông minh có khả năng tự chuyển về vận hành đơn cầu để tiết kiệm nhiên liệu. Mới gần đây, đại lý Dongfeng tại Việt Nam đã công bố giá bán chính thức của dòng T5 Evo tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, xe có giá bán niêm yết 769 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc 100 triệu đồng trước 30 tháng 4 sẽ được áp dụng mức giá 730 triệu đồng. Dù là mẫu xe Trung Quốc, nhưng mức giá này nằm giữa phân khúc SUV hạng B và hạng C đến từ các thương hiệu của Nhật Bản, ngang ngửa với cả Toyota Corolla Cross. T5 Evo đắt hơn 81 triệu đồng so với mẫu Beijing X7 có giá 688 triệu đồng. Nhiều khả năng, lô xe đầu tiên sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 4. Ở thị trường Trung Quốc thì xe có tên gọi là Ford Thing T5 Evo, tuy nhiên khi về Việt Nam sẽ được đổi tên thành Dongfeng T5 Evo. Đây là phiên bản thể thao của mẫu T5 đang được bán với giá 689 triệu đồng. Đáng chú ý, Dongfeng T5 Evo được trang bị tính năng tự hành ở cấp độ 2, bao gồm các tính năng như đỗ xe tự động, ga tự động thích ứng, giữ làn đường, phanh tự động, nhận diện đèn giao thông. Hệ thống chip dùng cho các tính năng trên đến từ nhà sản xuất cung cấp linh kiện cho Tesla. Về động cơ, Dongfeng T5 Evo sử dụng động cơ tăng áp 1.5 lít của Mitsubishi, công suất tối đa là 192 mã lực và mô men xoắn cực đại là 285 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 7 cấp, thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của xe là 9,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu dự tính là 6,6 lít trên 100 km. Trong những năm trở lại đây, các mẫu xe Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam ngày càng nhiều và phổ biến. Một trong những các mẫu xe nổi tiếng và thành công nhất phải kể đến Beijing X7 hay là Zoe Z8 với các trang bị thường chỉ xuất hiện trên các xe tiền tỷ nhưng lại có mức giá rất bình dân. Tuy nhiên, vì mang thương hiệu đến từ Trung Quốc nên nhiều người vẫn còn hoài nghi về chất lượng của các mẫu xe này. Anh em nghĩ sao về các mẫu xe mới có thể được ra mắt tới đây? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share, ấn đăng ký, rung chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của Mê Xe. Ngoài ra, chúng ta có thể tương tác với nhau thông qua nền tảng Facebook, group Anh Em Mê Xe ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.